Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để muội có động lực làm video nhanh hơn nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 20 của bộ truyện Từ một kẻ sắp chết thiếu niên báo thù rửa hận, bổ ra loạn thế thắp sáng thương khung ở tập trước. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu dẫn theo người của Thánh Nguyên Phong tiến nhập vào Nguyên Chỉ tham gia tế điển. Ở đây, kiếm lai like phong do ba người khổng thánh, Triệu Trúc và Bách Lý Nhạc dẫn đầu xông đến muốn loại bỏ toàn bộ đệ tử Thánh Nguyên Phong thì nào ngờ bị Chu Nguyên Tương Tế tự kế dẫn vào bên trong Mê Thiên Đại Trận. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Mau nhìn kìa, có ba người đột phá kết giới rồi, ba thân ảnh từ bên trong kết giới bay vút mà ra, là Khổng Thánh Triệu Trúc và Bách Lý Triệt. Bách Lý Triệt nhìn thân ảnh của Chu Nguyên và Yêu Yêu đang ung dung đứng đó trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Đúng thật không ngờ bản lĩnh của ngươi lại lớn như vậy, ngay cả kết giới loại này cũng có thể bố trí được. Lần này xác thật là kiếm lai phong ta quá sơ ý rồi, thánh nguyên phong các ngươi nhận thua đi, nếu không lát nữa những đệ tử đang phẫn nộ kia của kiếm lai phong e là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Chu Nguyên nghe mấy lời này khẽ xì một tiếng, một tên vừa bị nhốt trong lồng như ngươi, mặt mũi gì mà bắt chúng ta nhận thua hả? Chu Nguyên, ngươi đừng có mà không biết điều, hừ, các đệ tử tinh nhuệ của kiếm lai phong đang lần lượt phá kết giới mà ra. Chu Nguyên thủ tịch, đệ tử của kiếm lai phong ta thoát ra ngoài càng nhiều rồi đó bách lý thủ tịch yên tâm tiếp theo đây đệ tử kiếm lai phong bên trong chỉ sợ một tên cũng không ra được nữa cái gì chỉ thấy lời vừa dứt từ khắp nơi xung quanh kết giới vô số đầu thủy thú từ khắp nơi ầm ầm lao đến toàn trường nhìn một màn này mà tê dại cả da đầu số lượng này không thể nào đếm hết được vô số bóng đen cực lớn từ trong nước đang đánh đến đám người bên trong kết giới a à, cứu mạng sao có thể chứ trong chốc lát đệ tử kiếm lai like phong kinh hoàng cùng lúng túng mà kêu lên thảm thiết liên tục không ngớt bách lý triệt nhìn một màn này mà trong lòng kinh hãi sao ngươi có thể dẫn tới nhiều thủy thú như vậy chứ bây giờ mà hỏi cái này đã không còn quan trọng nữa rồi hừ ta thực sự xem thường các ngươi rồi tình cảnh này cũng là do bị các ngươi ép mà ra thôi xem tình hình trước mắt này muốn các ngươi chủ động mở kết giới là không thể nào đúng không nếu đã như vậy vậy thì chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng thôi khí thế trong cơ thể bách lý triệt điên cuồng bùng ra hình thành một cột năng lượng bao phủ một mảnh nguyên chỉ bàn tay hắn siết chặt nhìn chu nguyên mà hàm răng nghiến ken két giải quyết hết các ngươi kết giới này tự nhiên cũng sẽ bị phá thôi yêu yêu vốn luôn im lặng nghe mấy lời này bỗng hai mắt lóe lên một tia sắc lạnh ồ giải quyết hết chúng ta ư ngươi xác định ngươi có bản lĩnh này sao khổng thánh và triệu trúc lúc này cũng đồng thời bước về phía trước tiểu yêu sư muội thật ra sớm đã muốn đích thân lĩnh giáo trình độ tài nghệ của muội một chút rồi đừng quên mất ta chứ khổng thánh triệu trúc còn đang định lao đến đấu với yêu yêu thăm dò nào ngờ chỉ nghe gào một tiếng thôn thôn nổi giận thân hình trong nháy mắt hóa thành cự đại khổng lồ nhìn chằm chằm lấy hắn bên phía kiếm lai phong có ba người mà bên phía thánh nguyên phong cũng có hai người một thú xem ra trung quy vẫn là tướng đối tướng chu nguyên đây có lẽ chính là cục diện mà ngươi muốn nhỉ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta à có phải đối thủ của ngươi hay không đánh một trận không phải là biết rồi sao Chu Nguyên ngoảnh đầu lại nhìn về đám người Chu Thái, những người khác của Kiếm Lai Phong giao lại cho mọi người. Đám người Thánh Nguyên Phong nghe vậy sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt lên, yên tâm đi Chu Nguyên sư đệ, tiểu yêu sư muội. Các vị, Chu Nguyên sư đệ và tiểu yêu sư muội hao tổn hết tinh lực mới đánh tan được ưu thế mạnh mẽ của Kiếm Lai Phong, nếu không giữ vững kết giới, vậy thì trận nguyên chỉ tế này chúng ta không có chút tư cách nào để hưởng thụ, vì thế, bây giờ chúng ta nên làm thế nào hả? toàn bộ đệ tử của thánh nguyên phong đồng thanh gào lên ngăn chặn bọn họ lời vừa dứt cũng là lúc các đệ tử tinh anh của kiếm lai phong thoát ra khỏi kết giới cùng đệ tử thánh nguyên phong lao vào nhau vô số nguyên khí bạo phát và chạm rồi nổ tung hình thành vô số đốm sáng trên bầu trời yêu yêu ánh mắt hơi híp lại đối mặt với khổng thánh từ lâu đã muốn lĩnh giáo sự lợi hại của thủ tịch kiếm lai phong rồi nàng quay đầu nhìn sang chu nguyên chuẩn bị đối kháng với bách lý triệt hỏi lại không vấn đề gì chứ có vấn đề gì được ngược lại là tỷ ở bên kia khổng thánh không phải là đèn dầu đã cạn đâu ồ thánh tử thứ hai rất lợi hại sao thân ảnh của yêu yêu hóa thành tia sáng trong nháy mắt đã lao về phía khổng thánh chu nguyên và thôn thôn nhìn theo không khỏi giơ lên một ngón tay cái thật là nữ trung hào kiệt mà yêu yêu bay đi chu nguyên ngoảnh đầu sang nhìn con hàng thôn thôn cũng đang hóng hớt quát nhìn gì mà nhìn mau đi giải quyết hết thứ kia đi thôn thôn lắc đầu giơ năm ngón tay cái gì ngươi còn muốn phân nguyên tủy sao Sao vừa nãy yêu yêu ở đây thì ngươi không dám nói hả? Đi mau đi, đánh thắng rồi thì cái gì cũng có, đánh thua thì ngươi đi uống gió Tây Bắc đi. Thân ảnh của thôn thôn lao đến, triệu trúc khí thế cũng tức tốc bùng lên, bách lý sư đệ, thu thập thật tốt tiểu tử miệng thối này cho ta. Hừ, thủ tịch Chu Nguyên, chúng ta cuối cùng cũng đụng đến nhau rồi, ngươi nói, ta nên thu thập ngươi thế nào mới có thể đủ để hạ cơn giận này đây hả? Nguyên khí trong cơ thể bách lý triệt bạo phát ầm ầm lao đến cơ thể Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng không hề thua kém nguyên khí trong cơ thể lập tức bùng ra đối kháng lại hai người khí thế không ai kém ai liên tục giằng co. Tên giả hỏa này vậy mà so với lúc giao đấu với Viên Hồng lại càng trở nên mạnh hơn rồi. Một tầng xương bạo được Bách Lý triệt nhanh chóng phóng đại khuếch tán đến vị trí của Chu Nguyên. Chu Nguyên thân ảnh không có chút nào dừng lại. Bút Thiên Nguyên xuất hiện trong tay ấn ký thứ 5 sáng lên phá nguyên. Dầm một tiếng nguyên khí bị đánh vỡ Bách Lý triệt bị một bút của Chu Nguyên đánh cho bay ngược ra xa. xa. Chu Nguyên thừa thắng nguyên khí một lần nữa bạo phát ầm ầm lao đến, Bách Lý Triệt cắn răng cố gắng ổn định lại thân hình. Từ trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lao đến đối kháng với Chu Nguyên. Dầm một tiếng, hai người va chạm kinh lực mạnh mẽ đẩy lùi cả hai về sau. Người đang quan sát nhìn thấy kiếm trong tay Bách Lý Triệt thì cả kinh hết lên. Đó là cửu lân kiếm của kiếm lai phong ư. Ừ. Binh kiếm này của kiếm lai phong ngược lại là tiếng tăm không nhỏ, đồng dạng với một binh khí hạ phẩm thiên nguyên. Tuy chỉ là hạ phẩm nhưng phẩm chất đều xem như là thượng đẳng bách lý triệt cầm kiếm trong tay bỗng từ trên người liền toát ra một cỗ khí chất cao cao nhìn xuống chu nguyên muốn ỉ vào một thanh vũ khí thiên nguyên để khoe khoang ngươi cũng quá coi thường gia sản của kiếm lai phong ta rồi đấy gì thủ tịch bách lý nói muốn giáo huấn ta bây giờ xem ra hình như có chút không đủ đâu ngươi bị ta ở đây kéo dài thời gian thì đệ tử kiếm lai phong sẽ bị đào thải càng ngày càng nhiều bách lý triệt khóe miệng khẽ nhếch lên nếu ngươi đã nôn nóng cầu bại thế thì thành toàn cho ngươi vậy chỉ thấy bách lý triệt bỗng dưng cắm mạnh thanh kiếm xuống không trung một cỗ nguyên khí khủng bố điên cuồng tàn phá khắp nơi xung quanh thủ tịch chu nguyên ngươi biết thuật này chứ đây là nguyên thuật độc môn của kiếm lai phong ta cấm thuật thiên sương phong lạc nhục kỳ sinh thể nội nguyên khí sẽ bị niêm phong ngưng kết rất khó hóa giải đợi đến khi nguyên khí của ngươi bị niêm phong thì ngươi sẽ dùng cái gì để đấu với ta đây hả trận chiến bên phía chu nguyên bắt đầu trở nên gai cấn mà ở phía bên này thân ảnh của khổng thánh và yêu yêu đã đối mặt nhau từ trên người họ là hai cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ bút ngọc nguyên văn xuất hiện trong tay yêu yêu khẽ vung lên giọng nàng trong trẻo như sương sớm lôi tới lời vừa dứt từ trên thiên không vô số tia xét điên cuồng hội tụ bao trùm quanh thân nàng ở phía đối diện khí thế trong cơ thể khổng thánh cũng bùng lên ngón tay đánh ra ấn quyết ngưng tụ thành một luồng chảm kiếm chém đến một kiếm mang một cột lôi ẩm ẩm lao vào nhau thanh âm nổ tung vang lên hai cỗ năng lượng sau khi va chạm liền nổ tung triệt tiêu đối phương yêu yêu không nghĩ tới khổng thánh lại có thể dễ dàng cản lại một chiêu này của nàng khi thấy trên kiếm hắn nổi lên những tia huyết mang thì nàng liền hiểu ra ngươi đây là phá nguyên huyết thuật sao tiểu yêu sư muội kiến thức cũng không tệ để đảm bảo hôm nay sẽ thắng ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi hy vọng tiểu yêu sư muội không cảm thấy ta thắng mà không cần võ gì một đạo phá nguyên huyết thuật chỉ để đảm bảo thắng chỉ sợ ngươi đã nghĩ quá ngây thơ rồi Ta có nghĩ ngây thơ hay không vậy thì phải thắng mới biết được, ngược lại Chu Nguyên, sợ là sẽ thua dưới tay của Bách Lý Sư Đệ. Nhìn trận chiến nơi xa Chu Nguyên đang bị vây nhốt bên trong một tầng băng xương, đây là thiên xương phong cấm thuật của kiếm lai phong ta. Bách Lý Sư Đệ tinh thông thuật này, Chu Nguyên quá bất cẩn rồi, trận chiến này kết quả đã rõ. Lắm lời thật, hãy lo cho bản thân ngươi trước đi, yêu yêu vùng tay lên, trên thiên không lôi đỉnh cuồn cuộn nổ tung, một kết giới lôi đỉnh khủng bố trong nháy mắt thành hình ở một nơi khác, hàn khí quang cầu màu bạc bao quanh chu nguyên thu nhỏ bằng tốc độ kinh người. đừng dãy dụa nữa, đạo phong cấm thuật này của ta có thể áp chế nguyên khí của ngươi. ta đã nói rồi, mặc dù thiên phú của ngươi không tồi nhưng vẫn là còn quá non. chu nguyên nghe vậy thì cười khẩy, có vẻ bách lý thủ tịch cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi nhỉ? chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, vậy hãy kết thúc đi. chỉ thấy quang cầu tăng tốc độ co lại liên tục dồn nén đến cơ thể chu nguyên. Bách Lý Triệt khóe miệng cong lên nụ cười của kẻ chiến thắng, kết thúc rồi ư, không đúng, cấm thuật ngừng co lại rồi. Sao có thể chứ, hắn ta không có vận nguyên khí chống cự mà, Chu Nguyên nhìn Bách Lý Triệt ánh mắt lóe lên một tia rét lạnh. Trên mi tâm của hắn ấn ký thần hồn sáng rực quang mang, ngươi cho rằng ta chỉ có nguyên khí mới có thể chống cự lại cấm thuật thôi sao. Ấn ký thần hồn nở rộng, tầng băng xương bao phủ xung quanh cơ thể của Chu Nguyên trong nháy mắt liền bị phá tan thành vô số mảnh nhỏ, cấm thuật bị phá rồi, cái gì? Chu Nguyên bàn tay hướng qua một bên, vô số nước trong nguyên chỉ liền từ khắp nơi ùn ùn kéo đến ngưng tụ lại thành một thủy cầu sau đó bị hắn ném thẳng về phía Bách Lý Triệt. Chết tiệt, Bách Lý Triệt giật mình vội vàng vung tay chém ra một đạo kiếm mang, kiếm mang va chạm với thủy cầu sau đó nổ tung, hự một tiếng, dư chấn mạnh mẽ chấn cho cơ thể Bách Lý Triệt lảo đảo bay nhanh về phía sau khóe miệng ngọt ngọt. Chu Nguyên, thân hồn của ngươi vậy mà đã đạt đến thực cảnh hậu kỳ, xem ra Bách Lý thủ tịch tính toán không chu toàn rồi. Trên không trung, hai bóng người như tia chớp đan xen vào nhau, ngắn ngủi nửa nén hương đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Sau một hồi giao phong hai người đồng thời bay tách ra về phía sau hồi lực, thực lực của Bách Lý thủ tịch có chút không xứng với sự ngông cuồng trước đây của người Nhỉ. Bách Lý triệt nghe vậy cả người như bị chọc tiết nổi điên lên, Chu Nguyên cũng nên cho người mở mang tầm mắt cái gì là thủ tịch chân chính, trước kiếm lai phong chi thuật mạnh nhất của ta, hãy khiếp sợ đi. Cùng lúc đó ở một mảnh chiến trường khác, Triệu Trúc sau khi va chạm với thôn thôn thân thể bị chảo lớn đánh bay về phía xa, chật, đại quái thú này vẫn thật khó giải quyết. Bỗng hắn cảm ứng được cỗ năng lượng nguyên khí dao động khủng bố liến híp mắt nhìn về phía xa. Bách Lý Sư Đệ vậy mà lại định thi triển một chiêu kia chỉ là để đối phó với một Chu Nguyên ư. Ừ. Nhưng mà cũng tốt, đem Chu Nguyên đánh tan thì có thể nắm giữ quyền cục diện trận chiến rồi, trận chiến này cũng nên kết thúc thôi. Thân ảnh của Bách Lý triệt lơ lửng trên không, nguyên khí quanh thân hắn cùng bạo gào thét ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy cực đại thương huyền thất thuật đãng ma kiếm hoàn thuật lơ lửng trên cao cao là thân ảnh của sáu vị phong chủ hừ viên đãng ma kiếm hoàn này hư ảo bất ổn nhìn như vậy trái lại giống như là bị người ta cưỡng ép mà thành chu nguyên nhìn một màn này sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng đây là đãng ma kiếm hoàn của thương huyền thất thuật ở kiếm lai phong sao người ở thánh nguyên phong nhìn một chiêu này thì ai nấy đều thất thanh kinh hô Bách Lý triệt thế mà nhanh như vậy đã luyện thành rồi. Trời đất ơi, vậy mà lại là thương huyền thất thuật, lần này đúng là không thể thắng rồi. Chu Nguyên Thủ Tịch, đây là lần đầu ta thi triển thuật này, có thể bại ở chỗ này cũng coi như là vinh hạnh cho người rồi. Đãng ma kiếm hoàn, lên, Bách Lý triệt vung tay, khối cự hoàn đang lơ lửng như được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc ầm ầm lao về phía Chu Nguyên. Nó đi đến đâu, không khí xung quanh liền vang lên tiếng nổ ầm ầm đợi cho đến khi đoàn cự hoàn kia bay đến trên đầu Chu Nguyên thì liền nổ tung. Sau đó Nguyên Khí vận chuyển Ngưng Tụ thành một thanh cự kiếm vô cùng khủng bố không chút do dự đâm xuống. Trời ơi, thật sự là đãng ma kiếm hoàn thuật, không thể nào, sao hắn có thể tu thành nhanh như vậy được? Người của kiếm Lai Phong nhìn một màn này thì vô cùng vui vẻ, ha ha, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Cự kiếm ầm ầm đánh xuống, thân ảnh của Chu Nguyên nhanh chóng bị kiếm quang nhấn chìm vào bên trong tầng tầng khói bụi. Oa! thật sự khủng khiếp quá, nếu bị chém chúng chính diện, cửu trùng thiên toàn lực cũng không trụ được càng huống hồ Chu Nguyên. Ép Bách Lý Triệt triển khai ra đãng ma kiếm hoàn, Chu Nguyên này cũng coi như vô cùng lợi hại rồi, chỉ đáng tiếc kém một chiêu a. À. Hừ, không ngờ để đánh bại ngươi mà khiến ta phải sử dụng thuật này, có điều, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Nhưng không đợi cho Bách Lý Triệt hắn thở vào được bao lâu thì từ bên trong khói bụi mịt mù một thân ảnh từ từ hiện hiện ra. Mau nhìn kìa, đó là bóng dáng đó, Hắn vẫn chưa bị đá ra khỏi nguyên chỉ sao? Chu Nguyên thân ảnh bay lên, mà hắn được bao bọc bên trong một thân ảnh cự đại đang chắp hai tay lên cao ngăn cản kiếm mang. Quang ảnh cự đại đó là cái gì mà ngăn cản được đãng ma kiếm hoàn thuật chứ? Cái gì? Lẽ nào? Thẩm Thái Uyên như nghĩ tới cái gì đồng tử trong mắt co rút lại, trời ơi, không ngờ tiểu tử này không ngờ đã tu thành rồi. Đúng vậy, Quang ảnh cự đại kia chính là Thái Huyền Thánh Linh thuật của Thánh Nguyên Phong mà thời gian trước Chu Nguyên mới nhận được từ cuộc thi thủ tịch phong. Toàn trường thời khắc này ai ai cũng đều không dám tin vào mắt mình, đó là nguyên thuật gì vậy, thế mà lại đỡ được đãng ma kiếm hoàn thuật, màn sáng kia, chẳng lẽ là. Thái Huyền Thánh Linh thuật ư? Ta đúng là đã coi thường ngươi rồi, Bách Lý Triệt hai tròng mắt như muốn lòi ra, hắn không nghĩ tới bản thân tu luyện Thái Huyền Thánh Linh thuật đến như vậy tưởng rằng đã là ưu việt, nhưng sự thật mà Chu Nguyên so với hắn lại càng ưu việt hơn. Đãng ma kiếm hoàn thuật quả là một môn nguyên thuật công phạt vô cùng lợi hại, nhưng thật đáng tiếc, môn nguyên thuật này rơi vào tay ngươi thật là làm nhục nó. Đi, Chu Nguyên quát một tiếng, quang ảnh cự đãi bỗng vươn bàn tay khổng lồ chụp về phía thanh kiếm cự đại kia. Quang ảnh và kiếm quang của Bách Lý triệt va chạm lẫn nhau, kiếm quang ngàn trượng thế mà lại bị xé nát thành bọt khí. Bách Lý triệt kinh ngạc miệng há to có thể nhét vừa quả táo lớn, nhưng rồi hắn giật mình nhìn bàn tay hét lên khoan đã quang trưởng này không đúng hắn muốn xuyên qua kiếm khí để công kích trung tâm kiếm hoàn thật to gan thu bách lý triệt kinh hãi hai tay chấp lại đánh ra ấn quyết muốn thu lại hỏa chủng của bản thân nhưng chu nguyên há lại có thể để cho hắn thu lại lên theo tiếng quát của chu nguyên quang ảnh cự đại một lần nữa lại chụp bàn tay tới nắm lấy viên hạt châu hỏa chủng của bách lý triệt chu nguyên ngươi buông kiếm hoàn của ta ra hừ đãng ma kiếm hoàn thuật vốn lợi hại như vậy nhưng ở trong tay ngươi lại như phù phiếm không chịu nổi nói như làm nhục môn nguyên thuật này đúng là không sai thấy bàn tay kia đang từ từ siết chặt lại bách lý triệt kinh hãi hết ầm lên dừng tay chu nguyên nhả nhả thốt lên kết thúc thôi chu nguyên hai tay vỗ mạnh vào nhau quang ảnh cũng làm theo động tác của hắn chỉ trong nháy mắt kiếm hoàn liền bị vỗ nát theo hỏa trùng kiếm hoàn bị đánh nát bách lý triệt miệng liền liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi cơ thể lảo đảo đứng không vững Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Nguyên giờ khắc này mang theo vô tận sát ý như có thù hận giết cha ngươi vậy mà dám vậy mà dám đập nát kiếm hoàng của ta Bách Lý thủ tịch ngươi muốn tự mình lui ra hay là để ta đến động thủ đây hả Đáng ghét chúng ta đi Thời khắc này Bách Lý Triệt đã biết bản thân không còn là đối thủ của Chu Nguyên nữa hắn mang theo cỗ lửa giận trong lòng không chút do dự quay người bay đi núi xanh còn không sợ không có củi đốt Chu Nguyên ngươi đợi đó cho ta đợi ta luyện dưỡng một trận tử nhưng lời còn chưa nói hết thì đồng tử trong mắt bách lý triệt bỗng co rút lại chu nguyên đã xuất hiện ở bên cạnh hắn ánh mắt lạnh lẽo còn chưa chết tâm sao đợi đã bùm chu nguyên không chú do dự đánh đến một quyền bách lý triệt chẳng có chút cơ hội phản kháng cơ thể như viên đạn pháo ầm ầm rơi xuống cắm sâu vào lòng đất trời ơi bách lý triệt bị đập mạnh rồi tên chu nguyên này hậu sinh khả úy ha, vậy mà ngay cả nguyên chỉ cũng bị nứt rồi chật vật bò dậy từ bên trong đống đá vụn Bách Lý triệt thở hồn hình cố nheo mắt nhìn thân ảnh Chu Nguyên đang lơ lửng trên không mà lòng không cam tâm. Sao? Sao mình sao có thể bại dưới tay Chu Nguyên chứ? Cùng lúc đó tại một chiến trường khác, Chu Tiểu Yêu, kết giới này của ngươi mặc dù lợi hại nhưng đối với ta lại cũng chẳng có mấy phần uy hiếp. Khổng Thánh cùng Yêu Yêu sau một hồi giao phong cả hai bên vẫn chưa ai tổn thương. Yêu yêu hai mắt nhắm lại khẽ xì một tiếng khinh thường, một đạo phá nguyên huyết thuật đã khiến ngươi có thứ tự tin này rồi sao, hãy nhìn cho rõ thân kiếm đó của ngươi đi khổng thánh nhìn xuống thanh kiếm của mình chỉ thấy vô số giọt nước giống như giỏi trên xương không ngừng bám lấy ăn mòn đi những tia huyết quang trên kiếm là những giọt mưa bằng nguyên văn kia sao thì ra mục đích của ngươi là muốn phá hủy phá nguyên huyết thuật này của ta nguyên huyết thuật bị phá hủy khổng thánh chẳng có chút tự tin nào có thể chiến thắng được yêu yêu chỉ hy vọng bách lý triệt có thể nhanh chóng đánh bại chu nguyên như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn yêu yêu vô cùng tự tin thốt lên nếu ngươi vẫn còn trông chờ ở bách lý triệt thì sợ là ngươi phải thất vọng rồi Ngươi có ý gì hả? Khổng Thánh vội vàng quay đầu nhìn về trận chiến của hai người Chu Nguyên, cái gì? Bách Lý Triệt sao có thể sẽ thua Chu Nguyên chứ? A a a, đúng là đồ vô dụng mà, không cần phải giận dữ như thế, nếu như kiếm Lai like Phong các ngươi còn muốn bảo toàn chút mặt mũi, vậy thì ngay lúc này hãy rút khỏi Nguyên Trì đi, nằm mơ. Vậy thì chỉ có thể tốn công đá tất cả các ngươi ra ngoài thôi, cái gì? Yêu yêu lời vừa dứt, từ bên dưới Nguyên Trì một con thủy long gào thét mà lên sông về phía Khổng Thánh há miệng cắn tới đại chiến của hai người một lần nữa lại bùng lên. Một bên khác, Chu Nguyên sau khi đánh bại Bách Lý Triệt liền thống lĩnh các đệ tử của Thánh Nguyên Phong đào thải loại bỏ không ít đệ tử kiếm lai phong, mà ở phía dưới mê thiên kết giới, càng có nhiều đệ tử kiếm lai phong cùng thủy thú bị đào thải. Sau thời gian trôi qua, cuối cùng kiếm lai phong chỉ còn hơn 10 người tinh nhuệ hoàn toàn nằm trong vòng vây của đệ tử Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên đang định ra lệnh quét sạch bỗng đột nhiên nguyên khí phía sau lưng dao động, hắn vội vàng nhìn lại thì thấy năm thân ảnh cùng lúc xuất hiện là thánh tử của Nam phong khác năm người mới đến này có ba người là chu nguyên biết rõ sở thanh sư huynh lý khanh thiền sư tỷ diệp ca sư huynh năm người vừa mới xuất hiện liền ngơ ngác trước tình huống xung quanh lúc này đây là chuyện gì vậy người của kiếm lai phong đây sao chỉ còn mấy người thế này còn có thể là chuyện gì nữa chứ hiển nhiên là bị đào thải rồi quá độc ác đi hô hô nè xem bên kia đi có một đứa con gái ra tay ác độc ở đây, ngươi tưởng Thánh Nguyên Phong là bùn nhão à? Hừ, đừng có nói người ta vậy chứ, hết thảy đều là do kiếm lai like phong tự chuốc lấy mà. Con hàng Diệp ca này sau lần tham gia cùng nhiệm vụ cao cấp kia thì lúc nào trên miệng cũng nói tốt binh vực cho yêu yêu. Mặc dù hắn biết yêu yêu không có tình cảm gì đối với hắn nhưng hắn quả thật giống như tình si vậy. Chu Nguyên vừa thấy năm người thì rất thắc mắc, khanh thiền sư tỷ, các ngươi đây là, lần này có chuyện cần bàn bạc từ trước, có thể gọi hai người khổng thánh và Triệu Trúc đến không? Rất nhanh sau đó, ba người yêu yêu, Khổng Thánh và Triệu Trúc đã gác lại trận chiến bay đến, nhìn quang cảnh xung quanh, Khổng Thánh và Triệu Trúc trong mắt như muốn lòi ra, "Gì cơ? Hả?" À. Cả mảnh nguyên chỉ lúc này chỉ còn không đến 10 đệ tử của Thánh Nguyên Phong, mà hơn thế còn đang trong tình huống bị đám người Thánh Nguyên Phong bắt nhốt chuẩn bị ra tay đào thải, "Chu Nguyên, mau thả đệ tử của Kiếm Lai Phong bọn ta ra đây." Diệp Ca thấy thế liền lên tiếng hòa giải, "Triệu Trúc sư đệ, đừng nóng vội, chuyện hôm nay, mong rằng hai phong dĩ hỏa vi quý. Dĩ hỏa vi quý cái con mợ nhà ngươi ý, tên Chu Nguyên đã nhốt hàng ngàn đệ tử của kiếm lai phong chúng ta đó, ngươi nói mấy lời đó không ngượng mồm hả? Sở thanh nghe vậy tấm tắc gật đầu, ngươi có thể chấn áp được tiểu ma nữ đúng là có chiêu hiểm mà, hả? Ngươi gọi ai là tiểu ma nữ đó, Nô no nổ no nô, no, tiểu tiên nữ, là tiểu tiên nữ nha. Giữa kiếm lai phong bọn ta và thánh nguyên phong hôm nay nhất định phải có một bên hạ bậc thang, các ngươi đừng nhiều chuyện vậy thì bên đó phải là kiếm lai phong rồi yêu yêu vung tay bút ngọc nguyên văn lấp lánh tinh quang nàng hiển nhiên chuẩn bị ra tay động thủ thời khắc này khi gần như toàn bộ đệ tử kiếm lai phong đã bị loại bỏ ưu thế về người đã không còn nữa thánh nguyên phong chẳng còn chút e ngại nào với kiếm lai phong nữa cả chu tiểu yêu dừng tay khanh thiền sư tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy bọn ta đuổi tới đây là để ngăn cản các ngươi lúc các ngươi giao thủ trước đó bọn ta thăm dò được một động tĩnh cực lớn trong nguyên trì nếu như không lầm, e là nguyên chỉ tế lần này sẽ có một nhân vật lớn đây, Thương Xuân Thù. Ồ, nhân vật lớn sao? Nếu những gì chúng ta thăm dò được là chính xác. Thư xuất hiện lần này e là phải cỡ vạn trượng, cái gì? Thủy thú vạn trượng ư? Vậy nên bọn ta mới nhanh chóng đuổi đến đây, hy vọng các ngươi đừng gây chiến, sau đó bảy phong chúng ta liên thủ, cùng nhau đánh bại thủy thú. Vạn trượng thủy thú sẽ sinh ra một chút linh trí có thể chỉ huy thủy thú, một khi chúng xuất hiện nhất định sẽ vây quét chúng ta vì để tránh việc bị đào thải, chúng ta nhất thiết phải liên hợp với nhau. Muốn chúng ta ra tay cũng được, nhưng chúng ta có điều kiện bảo Chu Nguyên đem đệ tử của Kiếm Lai Phong bị vây hãm thả ra ngoài. Đồng thời nhận lại nguyên tủy làm bồi thường, Ây Dô, dô Khổng Thánh Sư Huynh, không cần nhiều lời nữa, tiếp tục đánh đi. Triệu Trúc nghe vậy thì nổi giận hết ầm lên, nơi này đều là thánh tử, nào có chỗ cho một thủ tịch như ngươi nói chuyện chứ hả? Ồ, vậy sao, thôn thôn, đánh hắn đi, con hàng này vẫn chưa hiểu thế nào là lễ hội rồi. Thôn thôn gào lên một tiếng sau đó là không chút do dự lao đến vung ra một chảo, bốp, triệu trúc kinh hãi ăn một chảo của thôn thôn cơ thể bị đánh bay ra xa. Người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, chu nguyên, chu nguyên sư đệ dừng tay. Chư vị, các ngươi không phải chỉ là muốn tập hợp thập đại thánh tử để đối phó với thủy thú sao, yêu yêu và thôn thôn hoàn toàn có thể thay thế hai người này nhiều thêm hai vị thánh tử thì phần thắng dĩ nhiên sẽ cao hơn một chút vậy làm phiền sư tỷ khuyên khổng thánh sư huynh chút chúng ta có thể thả đệ tử kiếm lai phong nhưng về bồi thường thì tuyệt đối sẽ không nhượng bộ cái này là do bọn họ tự chuốc họa vào thân chu nguyên khổng thánh hàm răng nghiến chặt với nhau vang lên thanh âm ken két hắn đối mắt với chu nguyên ánh mắt mang theo một cỗ rét lạnh mà đối diện chu nguyên cũng chẳng chút yếu thế nhìn chằm chằm với hắn không ai nhường ai sau cùng vẫn là lý khanh thiền lên tiếng khổng thánh sư huynh chúng ta năm phòng khác có thể bồi thường cho các ngươi một chút, tiền đề là các ngươi có thể đồng ý cùng chúng ta đối phó với thủy thú. Khổng Thánh Sư Huynh, đây cũng coi như thành ý của chúng ta, nếu đến lúc mọi người vì kiếm lai phong mà bị đào thải, thì chính là tội đồ khiến người ta tức giận rồi. Diệp ca, ngươi đây là uy hiếp ta sao, tình hình thực tế là như vậy, Sư Huynh hẳn cũng hiểu. Lần này mọi người cùng liên thủ chưa chắc đã không đối phó nổi với thủy thú. Chỉ là, hy vọng sở thanh sư huynh đừng lại vẩy nước nữa, Ê, sao tự nhiên lại lôi mình vào vậy này trời, mình không biết gì hết nha, nố no, nổ no, nô no, nô. No. Khanh hiền sư muội, trước giờ ta chưa từng qua loa, mỗi lần ta chiến đấu đều là dùng hết sức mình, xí, quỷ mới thèm tin ngươi. Các ngươi thế mà lại không tin ta ư, a à, hu hu hu, ta thương tâm quá rồi đây này, ta khóc rồi đây này, quẹ, buồn nôn quá. Kiếm lai phong bị các phong còn lại lên tiếng cuối cùng đành phải nhượng bộ, đệ tử bảy phong rất nhanh đã tập trung ở một hòn đảo lớn trong nguyên trì. Lý Khanh Thiền chỉ tay ngọc lên trên địa đồ, động tĩnh của thủy thú vạn trượng đến từ nơi này, tiếng động ngày càng mạnh, có lẽ là thủy thú đang thành hình, nhiều nhất hai ngày nó sẽ xuất hiện. Vậy có cách nào giết nó trước khi thành hình không? Nghe Chu Nguyên hỏi vậy. Triệu Trúc vốn đã hận hắn thấu xương liền không nhịn được lên tiếng chế giễu, đúng là ấu trĩ cuồng vọng, ha ha, bại quân tri tướng mà cũng dám ngứa mồm à. Ngươi, không kịp đâu, hơn nữa trong nguyên trì chúng ta đã hao tổn quá lớn, không thể ở lâu. Vậy nên chỉ có thể đợi nó thành hình rồi ra tay, có bọn ta giúp sức, chưa chắc đã không đấu lại nó. Ta có một câu hỏi, nếu nó thật sự bị chúng ta chảm sát thì phân chia nguyên tủy như thế nào? Nguyên tủy của thủy thú vạn trượng có thể giúp chúng đệ tử thực hiện cửu long tẩy lễ. Đây là chuyện mà trước nay chưa từng có, quá lợi hại, mọi người nghe thấy tin tức này đều cực kỳ hy vọng. Thế này đi, người có thể dùng nhiều sức mạnh để giết thủy thú nhất được chia 5 phần nguyên tủy năm phần còn lại mọi người dựa theo chiến công mà chia, vậy cứ thế mà làm thôi. Ở cao cao trên bầu trời, vốn luôn quan sát toàn trường sáu vị phong chủ nhìn một màn này không khỏi tấm tắc. Nha đầu của tuyết liên phong này đúng là có khí chất của đại tướng, hy vọng mấy tên nhóc này có thể biểu hiện cho tốt, đừng có khiến người khác thất vọng. Tin tức vạn trượng thủy thú đến đã truyền khắp thất phong đệ tử, không ngoài dự đoán của thánh tử, trong đảo đột nhiên chấn động. Các phong thánh tử thủ tịch đều ngấm ngầm dẫn dắt, sĩ khí của các đệ tử chưa từng giãn nứt, ngược lại sự sợ hãi với vạn trượng thủy thú đã ngưng lại hoàn toàn. Bầu không khí ngột ngạt không thở nổi trong hai ngày đã trôi qua, vô số thủy thú đến theo hướng này, xem ra là vạn trượng thủy thú đó điều khiển, bước sang ngày thứ ba. Truyền lệnh xuống dưới, các phong đệ tử rút vào phong bế kết giới, chấn thủ ở đó, nếu thủy thú xông vào thì giết luôn. Nếu như xuất hiện thiên trượng thủy thú, các phong thủ tịch cùng với các phong tinh nhuệ tử đối đệ tử liên thủ tiêu diệt, còn bọn ta nếu vạn trượng thủy thú hiện thân sẽ toàn lực nghênh chiến rõ thời gian trôi qua bỗng đột nhiên từ phía xa xa nguyên trì một trận sóng thần ầm ầm quét tới nhìn kỹ lại không phải là nước nguyên trì mà là vô số hàng tỷ tỷ thủy thú cùng nhau lao đến tạo thành sóng thần thủy thú đến rồi xung quanh đảo vang lên tiếng giết chóc vô số thủy thú bị giết chết trong nháy mắt cũng có đệ tử bị thủy thú đánh trúng trực tiếp bị loại thời gian trôi qua thủy thú có thể hình lớn xuất hiện dần dần đã đạt đến quy mô nghìn trượng các phong thủ tịch liền dẫn đội xuất kích săn giết nghìn trượng thủy thú khi đội dẫn đầu xuất hiện nghìn trượng thủy thú cũng dần dần bị ngăn cản hải vực xung quanh đảo chiến đấu vô cùng kịch liệt đúng lúc này đồng tử trong mắt đám thánh tử chợt co rút lại khi cảm ứng được dao động đến từ bên trong nguyên trì mọi người đều đưa ánh mắt đồng thời nhìn về một hướng đến rồi từ bên dưới nguyên trì một con thủy thú thân hình to lớn đến đáng sợ từ từ trồi lên khỏi mắt nước cùng với sự xuất hiện của vạn trượng thủy thú thủy thú xông lên điên cuồng, đây chính là vạn trượng thủy thú ư, các vị, chuẩn bị ra tay đi. Lý Khanh Thiền cùng đám thánh tử không chút do dự thân ảnh hóa thành tia sáng bay vụt đến trước mặt thủy thú. Khi thế của bọn hắn bùng ra bao trùm toàn thân hình thành lên một tầng màn chắn giao phong với vạn trượng thủy thú. Chu Nguyên nhìn một màn này mà trong lòng không khỏi cảm thán, đây chính là thực lực của thánh tử ư, quả thực vượt xa thủ tịch đệ tử rồi, bách lý triệt so với đám người này đúng là chẳng bỏ bèn gì một màn đại chiến ngay sau đó liền bùng ra nguyên khí bên trong chênh lệch quá lớn rồi mình vẫn còn một đoạn đường phải đi chu nguyên đánh với bách lý triệt có thể còn có phần thắng nhưng so với đám thánh tử này thì đúng như yêu yêu nói chỉ có thể mặc cho người ta đánh bị đám người vây công con vạn trượng thủy thú gầm lên giận dữ sau đó vung tay đánh một đoàn năng lượng tới tốc độ của đoàn năng lượng này vô cùng khủng bố đám người thánh tử khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn năng lượng rơi lên cơ thể thương xuân thu đánh hắn văng về phía xa chớp mắt cơ hội đó thôn thôn gào lên một tiếng sau đó đã xuất hiện ở phía sau lưng con thủy thú cả người nó tốc độ cũng tăng vọt móng chảo sắc bén từ phía sau lao tới xé tan một lỗ lớn trên cơ thể con vạn trượng thủy thú yêu yêu thấy thế thì hét lớn liên thủ tấn công nơi thôn thôn xé ra ha ha ngươi vẫn là không cứng bằng ta lợi dụng ưu thế mà thôn thôn mang lại cả đám người điên cuồng công kích về vết hỏng trên cơ thể con thủy thú khiến nó không ngừng bị đánh rộng ra con thủy thú giống như vô cùng đau đớn liên tục vung những cánh tay to lớn ra xung quanh nhưng đều bị đám người né tránh. Như biết không thể làm gì đám người, con vạn trượng thủy thú bỗng đồng thời vung cả sáu cánh tay khổng lồ xuống mặt nước tạo thành những làn sóng nước cao lớn cả ngàn trượng bao bọc quanh cơ thể đón đỡ tất cả công kích của đám người. Mọi người cẩn thận, vạn trượng thủy thú này hình như thật sự muốn tấn công rồi. Trước kia ta từng xem qua một cuốn điển tịch trong tông, vạn trượng thủy thú này có thể biến ra rất nhiều thủ đoạn lợi hại trong đó có một loại phiền phức nhất gọi là long diên chân thủy không chỉ không thể phá hủy mà còn có thể liên thông nguyên trì làm cho vạn trượng thủy thú trở nên không thể khô kiệt nguyên khí cực kỳ khó giải quyết nghe nói thứ này tỏa ra ánh sáng vàng sẫm sở thanh lời vừa dứt thì cả người con thủy thú bỗng tỏa ra một cỗ ánh sáng màu vàng sẫm khi thế cũng theo đó trở nên giống như bất khả chiến bại mọi người đang đánh đến sôi máu bỗng không hẹn mà hợp đồng thời nhìn về thân ảnh của con hàng sở thanh lý khanh thiền không nhịn được tức giận hét ầm lên cái đầu mỏ quạ nhà người, ngươi đừng gọi là sở thanh nữa mà gọi là sở khanh đi, eo, không đến nỗi ấy chứ, xó di xó di nhanh. Con thủy thú sau khi biến thân cơ thể liền trở nên vô địch, nó không ngừng vung tay bắn ra những đoàn năng lượng đánh trả đám người, hự, chữa trúc sư đệ. Không đợi cho đám người có thời gian kịp phản ứng, công kích liên miên của con thủy thú một lần nữa lại đánh đến, cái gì? Đúng lúc này, một con thủy long to lớn từ dưới nước chui lên, thân rồng nhanh chóng cuộn tròn siết chặt lấy con vạn trượng thủy thú thủy thú bị thủy long khống chế rồi là ai đã ra tay vậy còn ai nữa ngoài yêu yêu tỷ của chúng ta chứ còn không công kích đi các thánh tử thấy vậy liền phát động công kích mãnh liệt thân hình vạn trượng của thủy thú dường như thu nhỏ đi một chút nhưng đợi đến khi con thủy thú phá tan trói buộc của thủy long nó ngửa đầu gào lên dữ tợn trong nguyên trì nguyên khí không ngừng cuồn cuộn chảy vào cơ thể nó trong chốc lát thân thể của thủy thú đã khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy không ổn rồi nếu long thiên chân thủy không bị phá vỡ Trận chiến này chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nữa. Cho dù phá không vỡ thì cũng không được bỏ cuộc. Ừ, vậy ngươi nói sao đánh đây hả? Nơi xa xa, các đệ tử Bảy Phong đang xem chiến cũng cùng cảm nhận thấy các thánh tử rơi vào bế tắc. Không ngờ thủy y Hắc Hoàng bên ngoài thân thể thủy thú vạn trượng lại lợi hại như vậy, đó rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu như không được, chỉ có thể cứng rắn, ta không tin trước khi nguyên khí của chúng ta hao kiệt không thể đánh vỡ mai rùa của nó trong lúc mọi người đang không biết phải làm sao bỗng yêu yêu bình thản lên tiếng phải phá giải long thiên chân thủy này nếu không thì hết cách rồi chỉ cần áp chế nó là được cái gì nghe yêu yêu nói vậy mọi người đều tập trung ánh mắt lên người nàng nói như vậy trừ khi ngươi có thể làm được ta không thể nhưng có người có thể triệu trúc nghe vậy thì khó chịu lên tiếng trễ diễu lẽ nào ngươi lại muốn nói chu nguyên có thể làm được sao đừng đùa nữa ồ xem ra ngươi không phải ngốc hết thuốc chữa nhỉ hừ một tên thủ tịch đệ tử ngươi cũng quá coi trọng rồi, vậy hả, vậy cứ coi như ta chưa nói gì hết, thôn thôn đi nào. Yêu yêu và thôn thôn vừa quay người đi định rời bỏ cuộc săn này, Lý Khanh Thiền thấy thế vội vàng hét theo. Đợi đã, vậy cứ để Chu Nguyên thử đi, yêu yêu thân ảnh dừng lại, khóe miệng hơi cong lên một đường cong giả hoạt. Rất nhanh sau đó Chu Nguyên đã được gọi đến, yêu yêu tỷ sao vậy, Chu Nguyên. Vạn trượng thủy thú đó diễn biến ra một loại thủ đoạn là long diên chân thủy, phòng ngự cực mạnh có thể liên thông nguyên trì chúng ta liên thủ cũng khó lòng đánh hạ nhưng yêu yêu nói ngươi có thể đánh vỡ nó sao hóa ra là như vậy yêu yêu tỷ có ý gì nhỉ trong lòng nghi hoặc nhưng bề ngoài chu nguyên vẫn giả vờ một bộ dáng bình tĩnh hóa ra ám hoàng thủy đó gọi là long diên chân thủy à cũng không phải không có cách nha nhưng ta phải thương lượng với yêu yêu một lát đã được yêu yêu vung tay tạo thành một kết giới ngăn cách với bên ngoài sắc mặt chu nguyên cũng theo đó từ vốn đang bình tĩnh trở nên hoảng sợ cùng nghi hoặc yêu yêu tỷ à Tỷ làm gì vậy chứ hả, nhiều thánh tử như vậy cũng không xử được Long Diên chân thủy đó, tỷ còn trông chờ ta làm gì? Yêu yêu mắt đẹp khẽ chớp, trước đây không phải ngươi biểu hiện rất tự tin sao, sao bây giờ lại cảm thấy không thể rồi vậy? Mấy người đó cả mặt hoài nghi, ta có thể biểu hiện ra chút không xác định à, đặc biệt là Triệu Trúc và Khổng Thánh đang còn đợi tìm lỗi sai của ta đó. Chỉ là, Long Diên chân thủy thực sự rất phiền phức, nhưng đối với ngươi mà nói lại không phải? Long Diên chân thủy chính là long khí mà thủy thú từ nguyên long mạch rót vào nguyên chỉ ngưng kết thành. Trong thiên địa, long khí ngàn vạn loại đều là cùng căn nguyên, mà thánh long chi khí của ngươi vừa hay tương đồng. Chỉ cần ngươi nhân cơ hội đem thánh long chi khí thâm nhập vào trong long diên chân thủy, đương nhiên sẽ khiến nó nảy sinh biến hóa. Long diên chân thủy sẽ mất hiệu quả trong thời gian đó, chỉ cần nắm bắt cơ hội là có thể làm nó triệt để bị thiệt hại rồi. Kết giới giải trừ, cả đám thánh tử đều tập trung ánh mắt lên người Chu Nguyên, thương lượng xong chưa vậy rốt cuộc có được hay không vậy ừm long diên chân thủy giao cho chu nguyên là được nhưng nếu sau cùng chảm sát thủy thú xong chu nguyên phải được chia ba phần cái gì khổng thánh hai mắt trợn ngược hết lên ta không đồng ý đúng thế ta cũng không đồng ý người tiếp theo lên tiếng phản bác chính là triệu trúc yêu yêu sư muội không khỏi cũng quá xem nhẹ nguyên tủy của vạn trượng thủy thú này rồi đi gì lúc trước chúng ta từng nói phân chia dùng cống hiến để tính chẳng lẽ ngươi cảm thấy đánh vỡ long diên chân thủy không tính là cống hiến gì hả lời vừa ra khổng thánh hai người liền cứng họng quả thật nếu không thể đánh vỡ lớp màn kia thì bọn hắn chẳng có khói mà hít chứ đừng nói là phân chia thu hoạch cái này nếu chu nguyên thật sự có thể đánh vỡ long diên chân thủy vậy quả thực là cống hiến lớn nhất nhưng ba thành đích xác có hơi nhiều chút hai thành có lẽ coi là công bằng thế nào có được không ta không có vấn đề có thể nhanh chóng giải quyết hết nó là được rồi ừ những thánh tử khác cũng đều nhau nhau đồng ý. Sau cùng chỉ còn hai tên khổng thánh và triệu trúc chỉ hư lạnh mà không nói gì, bọn hắn không hề phản đối chứng tỏ cũng đã ngầm đồng ý, vậy thì cứ thế đi. Yêu yêu quay sang nhìn về Chu Nguyên, chúng ta sẽ ra ra tay quấy giày vạn trượng thủy thú, Chu Nguyên ngươi tự mình tìm cơ hội, hiểu rồi. Bố trí xong xuôi, mọi người bắt đầu lại một đợt công kích điên cuồng về hướng thủy thú. Chu Nguyên hai tay đánh ra ấn quyết sử dụng hóa hư thuật sau đó thân ảnh như hóa thành hư vô bay về phụ cận con thủy thú mai phục chờ cơ hội. Công kích từ khắp nơi không ngừng đánh đến, cơ thể của con thủy thú vừa mới bị đánh nhỏ đi một chút lại tức tốc hồi phục như không có chuyện gì xảy ra. Chiến đấu liên tục rằng co, vài lần con thủy thú phản kích khiến cho đám thánh tử chật vật xém thì bị đấm bay, triệu trúc mãi vẫn chưa thấy Chu Nguyên động thủ trong lòng nổi giận hét ẩm lên. Tên Chu Nguyên kia rốt cuộc có được không vậy, tiểu yêu sư muội nếu Chu Nguyên Sư Đệ không có bản lĩnh này thì mau chóng rút về đi. Yêu yêu chẳng thèm liếc mắt nhìn con hàng mõm triệu trúc, nàng vung tay lên kết giới không ngừng được củng cố kiềm chế gắt gao con thủy thú. Hừ, không nói thì tính toán thế nào chứ, sao ngươi lắm mồm thế hả, đừng ồn ào nữa, tiếp tục ngăn chặn nó đi. Phiền chết mất, đám người một lần nữa lại tập trung tấn công, triệu trúc trong lòng vẫn còn khó chịu một lần nữa lại hét lên. Chu Nguyên, nếu ngươi không có bản lĩnh đó thì cút ra ngoài cho ta, đừng trì hoãn thời gian của chúng ta. Dưới nước phụ cận thủy thú, thân ảnh của Chu Nguyên ẩn nấp trong trạng thái hư hóa không ngừng quan sát, có các thánh tử quấn lấy, thủy thú này chắc sẽ không chú ý đến dưới nước đâu. Ấn ký oán long độc trên lòng bàn tay sáng lên, Chu Nguyên lao đến chạm bàn tay vào bên ngoài tầng giáp màu vàng sậm của thủy thú, xem oán long độc của ta đây. Oán long độc vừa tiến vào, cả người con thủy thú liền khẽ run lên sau đó là gào giống dữ tợn. Không đợi cho nó làm ra cái gì thì oán long độc đã hóa thành một con oán long lao từ dưới lên phá tan tầng giáp vàng sậm xung quanh cơ thể thủy thú Tầng la chắn vốn kiên cố là thế giờ khác này chẳng khác nào tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé tan Toàn trường nhìn một màn này đầu tiên là giật mình sau đó là hai mắt sáng rực quang mang Cái gì? Long tiên chân thủy vậy mà thật sự bị phá rồi Chọc sư sở thanh hai tay nhanh chóng kết ấn Chu Nguyên đã làm xong việc của hắn rồi Tiếp theo chính là đến chúng ta toàn bộ thánh tử trong nháy mắt liền ngưng tụ ra công kích mạnh nhất đánh về thủy thú. Mà ở bên dưới nước, Chu Nguyên sau khi cảm ứng được tình hình thủy thú liền định quay người bay đi, lần này chắc là không còn việc của ta nữa rồi. Nhưng hắn vừa mới xoay người thì bất chợt trước mặt hắn một dòng dịch thủy màu vàng sậm không ngừng trôi nổi sau đó ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ. Ồ, đây là long tiên chân thủy vừa bị phá giải ban nãy mà. Long tiên chân thủy mà ngay cả đám thánh tử kia cũng không thể đánh phá, tuy sức phòng thủ không phải quá mạnh nhưng nếu sử dụng đúng cách, chắc chắn cũng sẽ trở thành bảo vật phòng thân cực kỳ lợi hại. He he, đúng là người tốt có hảo báo mà, bảo bối tốt a, à, mình phải nhanh chóng thu về thôi, đây chính là vận khí của con tác giả có biết không hả, đừng có ý kiến gì nhé. Chu Nguyên Thu sau quả cầu năng lượng liền díu ra díu rít quay người bơi đi, trận chiến phía trên có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, đi xem thử thôi. Bên trên mặt nước, thủy thú bị công kích liên miên cùng bạo của đám thánh tử không ngừng ập đến, nguyên khí dao động mà vạn trượng thủy thú tản ra đã càng ngày càng yếu rồi phần thắng đã nắm chắc nhưng đúng lúc này từ trên đầu con thủy thú một luồng ánh sáng chói mắt sáng rực lên bắn ra khắp nơi xung quanh khoan đã nó đây là sóng xung kích thật dữ dội con xúc sinh này vậy mà không tiếc tự bạo cũng phải chống đối đến tận cùng sao mọi người thân ảnh vội lùi nhanh về sau lý khanh thiền nhìn theo thấy cái gì vội cả kinh hết lên không phải nó là muốn bỏ trốn ngoảnh đầu nhìn lại con thủy thú vậy mà lợi dụng màn tự bạo vừa rồi thân ảnh chỉ còn nhỏ như một quang cầu đang như lưu tinh lao vụt đi, chết tiệt, nó muốn trốn kìa. Mọi người muốn lao lên nhưng cơ thể không có cách nào tiến về phía trước, sóng xung kích tự bạo của vạn trượng trượng thủy thú quá mạnh rồi. Bây giờ xông đến đó đuổi theo chính là đi tìm chết mà, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thủy chạy mất à? Như đúng lúc này, một thân ảnh từ dưới nước bay vụt lên đuổi theo, ơ, ờ, kia là Chu Nguyên Ư, không ngờ hắn lại đuổi theo vạn trượng thủy thú đó. Chu dù vạn trượng thủy thú đó bị trọng thương hắn cũng không phải là đối thủ đâu. Thân ảnh của Chu Nguyên tăng tốc trong nháy mắt đã lao đến trận đầu thủy thú. Này, xúc sinh kia, nếu ngươi cứ thế mà chạy chẳng phải ta thành công cốc sao hả? Không chút do dự Chu Nguyên tế ra thái huyền thánh linh thuật, một quang ảnh cự đại bao bọc quanh cơ thể hắn sau đó hướng về thủy thú đấm tới. Con thủy thú cũng không phải dạng vừa cũng vung tới một quyền. Hai quyền va chạm, quang ảnh thái huyền thánh linh thuật trong nháy mắt bị đấm tan, quyền của thủy thú tiếp tục lao đến đấm lên cơ thể Chu Nguyên. Dầm dầm dầm, Chu Nguyên thân ảnh như một viên đạn pháo bị đấm bay xuyên qua mấy ngọn núi trong nguyên trì. Mà theo một đấm vừa rồi, cơ thể của con thủy thú cũng trở nên hư ảo sau đó từ từ tan đi hóa thành một quả cầu năng lượng. Luồng năng lượng xung kích cũng từ từ qua đi, không ngờ, Chu Nguyên vì muốn giữ được vạn trượng thủy thú này vậy mà lại không tiếc bỏ ra cái giá thế này. Tuy rằng Chu Nguyên sư đệ bị đào thải rồi, nhưng nguyên thủy thuộc về hắn vẫn nên để lại cho hắn, Chu Nguyên sư đệ thật sự là một người tốt mà. Đám người có người tiếc thay cho Chu Nguyên, có người đang vui mừng vì hắn bị loại, nhưng đúng lúc này, từ bên trong tầng khói bụi một thân ảnh chậm rãi bước đến nắm lấy quả cầu nguyên tủy, khoan đã, các ngươi nhìn kìa. Thân ảnh này không ai khác chính là Chu Nguyên, đám người khổng thánh hai mắt trợn tròn mở lớn không thể tin. Sao có thể chứ, hắn vậy mà cứng rắn phản kháng được một kích trước khi chết kia của vạn trượng thủy thú sao? Chật chật, Vị Chu Nguyên sư đệ này đúng là có chút sâu không lường được a. À. Có điều may mắn là hắn mới cản được vạn trượng thủy thú, nếu không hôm nay chúng ta đều coi như là tốn công vô ích rồi. Những lời thừa thải thì không cần nói nữa, Chu Nguyên cản được thủy thú, vạn trượng nguyên tùy nên chia cho hắn thêm một thành. Yêu yêu lời vừa ra, đám thánh tử liên rơi vào trầm mặc, chuyện này, nhìn thấy bộ dáng do dự của đám người, trong mắt của yêu yêu lóe lên một cỗ rét lạnh, sao hả, ta nói không đúng à? sư chọc sở thanh là người đầu tiên giơ tay ta không có ý kiến đám người còn lại cũng theo đó mà nhao nhao tán thành công hiến của chu nguyên đúng đáng giá ba thành không ngờ yêu yêu trước mắt vì chu nguyên lại lộ ra chân thực như vậy mà ở phía bên này chu nguyên sau khi thu được nguyên tủy của vạn trượng thủy thú hắn mới lấy ra chiếc lọ chứa đựng long tiên chân thủy màu vàng sẫm lúc trước mới thu được long tiên chân thủy này thật đúng là đồ tốt mà một kích trước khi chết của vạn trượng thủy thú kia không hề kém một kích dốc toàn lực của một vị thánh tử chút nào nhưng cho dù như vậy cũng là bị long tiên chân thủy ngăn lại sau này nếu giao thủ với thánh tử cùng cấp bậc cũng có cơ hội toàn thân mà lui đám người lý khanh thiền nhanh chóng bay tới chu nguyên sao thế ngươi không sao chứ may mắn không làm nhục mệnh nguyên tủy này vẫn coi như không bị chạy mất phù ngươi không sao thì tốt rồi tiếp đi heo chúng ta phân chia vạn trượng nguyên tủy này đi Lý Khanh Thiền nhận lấy khối nguyên tủy sau đó cắt ra ba phần đưa cho Chu Nguyên. Đây là phần của ngươi. Ồ, hình như nhiều hơn một chút rồi. Lý Khanh Thiền khẽ liếc mắt qua một bên, có người giúp ngươi tranh thêm một phần nữa. Chu Nguyên nghe vậy dùng chân nghĩ cũng biết chính là yêu yêu đã giúp hắn, quả thực lúc thấy hắn bị thủy thú đánh một kích kia. Yêu yêu trong lòng lúc đó vô cùng hoảng hốt, nàng sợ hắn gặp phải chuyện gì nên mới quyết liệt dành thêm một phần cho hắn như vậy. Phân chia nguyên tủy tiếp tục diễn ra, khi phần của yêu yêu và thôn thôn vừa được đưa đến thôn thôn đang định nhào tới một ngụm nuốt sạch thì đã bị yêu yêu ngăn lại thôn thôn à nguyên tủy lần này để chu nguyên dùng trước có được không thôn thôn sắc mặt tối sầm lắc đầu ngồi nguội nố no nô no nổ no, hu hu chị hết thương yêm gọi chị vì trai mà hết thương yêm thôn thôn còn định làm ra phản kháng thì đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của yêu yêu nó vô cùng ủy khuất đành phải ngậm ngùi nhường phần nguyên tủy lại cho chu nguyên chu nguyên được yêu yêu đưa cho nguyên tủy mà cả người đã đổ mồ hôi lạnh toát ách hay là vẫn cứ đưa cho thôn thôn đi suy cho cùng thôn thôn vẫn là góp không ít sức mà hơn hết nếu mà gây thù với con hàng này không biết sau này nó có trả thù hắn không nữa yêu yêu thấy thế thì hơi cau mày gắt phiền phức huyền nguyên động thiên sắp mở rồi ngươi cho rằng đó vẫn là đánh nhau vặt vãnh như ở trong thương huyền tông này sao thánh tử cũng đều có nguy cơ thiệt mạng huống chi là ngươi chu nguyên nghe tới đây thì cũng không do dự nữa ở huyền nguyên động thiên kia ta sẽ giúp thôn thôn tìm phần lễ lớn bồi thường nó phân chia xong nguyên tủy cũng là lúc một cột sáng từ trên không chiếu xuống chúc mừng chư vị đệ tử vượt qua nguyên trì tế ngoài nguyên trì vô số đạo quang ảnh rơi xuống đệ tử bảy phong tất cả đều ra sân hạ xuống trên các đỉnh núi sau khi hứng chịu gian khổ kia nên tiếp bọn họ sẽ là thành quả to lớn đây là thời khắc tất cả các đệ tử mong chờ nhất đám người trưởng giáo cùng phong chủ cũng từ từ đáp xuống Tuy rằng cuối cùng mấy tiểu gia hỏa này có chút may mắn nhưng cũng vẫn coi như không làm người ta thất vọng. Ừm, nếu nguyên trì tế đã kết thúc thì cũng nên đến thời điểm luận công hành thưởng rồi. Toàn trường nghe vậy trong mắt liền sáng rực tinh quang. Ôi ôi! Thanh dương trưởng giáo bàn tay khẽ vung lên, đệ tử thất phong, dùng nguyên tủy để xếp hạng, lời vừa dứt. Đám đệ tử của các phong liền nhau nhau lấy ra nguyên tủy trong tay, từng cột sáng cao vút từ vị trí bảy phong không ngừng bắn thẳng lên không trung. Người có quang trụ nguyên tủy càng cao thì xếp hạng càng cao, nhìn kia nhìn kìa, quang trụ phía bên kia kìa, đây là dừng lại rồi à? Chỉ thấy quang trụ của kiếm lai phong ùn lên được một đoạn sau đó là triệt để dừng lại. Ồ, là quang trụ của kiếm lai phong, loại trình độ này nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được tứ ngũ long tẩy lễ thôi. Lần này kiếm lai phong coi như xếp hạng bét rồi, đám người khổng thánh nghe mọi người bàn tán trong lòng cam phẫn không thôi nếu không phải người kiếm lai phong bị đám người chu nguyên loại sớm khỏi nguyên trì tế thì sao lại có kết cục tồi tàn như thế này chứ? tiếp theo đó cột sáng của linh văn phong cũng từ từ rồi dừng lại linh văn phong hình như cũng hồng nhai phong lôi ngục phong tuyết liên phong đều là lục long tẩy lễ không tồi đâu hai cột sáng trong bảy phong vẫn tiếp tục dâng cao ngoài thương huyền phong còn có một đạo quang trụ khác đang tiếp tục tăng lên kìa là thánh nguyên phong đó nguyên trì tế trước kia bọn họ đều chỉ đệm lót thôi mà Tuy rằng còn chênh lệch khá nhiều so với Thương Huyền Phong, nhưng tranh hạng nhất với Thương Huyền Phong trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ ha, à. Chu Nguyên trên miệng bỗng nở một nụ cười quỷ dị, còn chưa kết thúc mà. Nếu còn cao thêm nữa thì sao đây nhỉ? Chỉ thấy từ trong tay hắn lấy ra một quả cầu năng lượng, đây chính là nguyên tủy ba phần của con vạn trượng thủy thú kia. Quang trụ của Thánh Nguyên Phong vừa hấp thụ nguyên tủy trong nháy mắt đột nhiên lại bắt đầu tăng vọt. Ánh mắt của toàn trường ai nấy đều mở lớn không dám tin. Quang trụ của Thánh Nguyên Phong vậy mà đuổi kịp quang trụ của Thương Huyền Phong rồi. Trời ơi, vượt qua rồi kìa, quang trụ của Thánh Nguyên Phong vượt qua Thương Huyền Phong rồi. Lý Khanh Thiền ánh mắt khẽ chớp chớp nhìn về bóng lưng của Chu Nguyên cảm thán, dựa lực một người đem Thánh Nguyên Phong xếp hạng cuối cứ thế kéo đến tận một bước này. Từ nay về sau, e rằng Thương Huyền Tông bất luận là kẻ nào đối với vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này đều không còn khinh thường nữa rồi. Toàn bộ bảy quang trụ triệt để dừng lại, thanh dương trưởng giáo lúc này mới lên tiếng xếp hạng đã có kiếm lai phong nhận tứ long tẩy lễ thánh tử thủ tịch nhận lục long tẩy lễ linh văn phong tuyết liên phong hồng nhai phong lôi ngục phong nhận lục long tẩy lễ thánh tử thủ tịch của các phong này nhận bát long tẩy lễ thương huyền phong xếp hạng 2, đệ tử nhận thất long tẩy lễ thánh tử thủ tịch nhận bát long tẩy lễ thánh nguyên phong xếp hạng nhất các đệ tử được nhận là thất long tẩy lễ a a a a a lời vừa ra toàn bộ thánh nguyên phong đều sôi trào lên trời ơi là thất long tẩy lễ ư thất long tẩy lễ đó anh em ơi cho dù là thủ tịch của kiếm lai phong cũng không bằng đâu trước đây cái này chỉ có thánh tử mới có thể được nhận thôi mà hết thảy mọi thứ đều nhờ hai thân ảnh đang đứng trước kia toàn trường không chút do dự đồng thanh hô vang thủ tịch uy vũ yêu yêu tỷ uy vũ thủ tịch uy vũ yêu yêu uy vũ chu nguyên ngươi là thánh nguyên phong thủ tịch không thể bỏ qua công lao lại đang săn giết vạn trưởng thủy thú trung lập có công lớn Thu hoạch được lớn nhất phần nguyên tùy dựa theo phân tích. Lần này nguyên chỉ tế ngươi có thể hưởng chính là cửu long tẩy lễ. Vô số ánh mắt có hâm mộ có ghen ghét đồng thời nhìn về thân ảnh của chu nguyên cửu long tẩy lễ ư? Ừ. Ngay cả trong trăm năm này đều không có một cái thánh tử có thể đạt tới một bước này đâu. Hai, ai cũng không thể nghĩ đến đạt tới cửu long tẩy lễ lại là một vị thủ tịch chứ nhỉ? Dưới ánh mắt hâm mộ sùng bái của mọi người, chu nguyên ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xa phụ vương. Con biết người đang dùng toàn bộ quốc lực của Đại Chu cố gắng chống đỡ áp lực lớn lao đến từ Đại Võ Vương triều, cùng bên đó rằng co chống lại để cho con tranh thủ thời gian, hãy chờ con, khi con quay về Đại Chu, con sẽ thực hiện lời hứa của mình. Võ Vương đã cướp đi hết tất cả từ Đại Chu của chúng ta, con sẽ toàn bộ lấy lại hết, hãy chờ con. Thời gian sau đó, tẩy lễ nguyên túy của hàng vạn người trở thành đại cảnh quan của Thương Huyền Tông, hơn nữa thời gian duy trì lâu dài của cảnh quan khá là dài đợi đến tất cả đỉnh núi thủ tịch thánh tử kết thúc, thời gian kéo dài đến một tháng sau. Nhưng mà trên tẩy lễ đài kia còn có một bóng người cuối cùng chưa tẩy lễ xong, đương nhiên chính là sự hưởng thụ cửu long tẩy lễ của Chu Nguyên. Thời gian chớp mắt đã qua hai tháng, tuyển sơn đại điển của Thương Huyền Tông một lần nữa lại bắt đầu. Đệ tử mới đối với cái tuyển sơn đại điển này giống như năm trước, đang mang theo hưng phấn cùng vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó có bảy tòa bệ đá, chính là đại diện cho Thương Huyền Thất Phong, ồ, Bên kia chính là Thánh Nguyên Phong sao, nghe nói Thánh Nguyên Phong ngay cả phong chủ đều không có, sợ là không có tiền đồ gì. Ta thì nghe nghe nói Thánh Nguyên Phong là trong nguyên trì tế lấy được cả đệ nhất thành tích đó, bọn hắn vị kia là thủ tịch thì càng khó lường, ồ, thật vậy sao, vậy vị kia thủ tịch chưa từng hiện thân ư? Bên trên tòa bệ đá của Thánh Nguyên Phong dẫn đầu có thân ảnh của Chu Thái và Lữ Yên, thật xui xẻo mà, năm nay nói là phái thủ tịch đến thu nhận đệ tử, Chu Nguyên sư huynh lại đang trong tẩy lễ. Thánh Nguyên Phong của bọn ta sao có thể phái ra thủ tịch được chứ? Các lục phong khác ngoại trừ thánh tử không hiện thân đều là các thủ tịch chấn thủ, thanh thế của chúng ta yếu như vậy thì phải làm sao đây? Nhìn bệ đá của Thánh Nguyên Phong trống vắng thảm thương, vài tên tử đối đệ tử của kiếm lai phong không khỏi xì xào. Xem ra Thánh Nguyên Phong tuyển không được đệ tử rồi, đến ngay cả thủ tịch cũng không hiện thân sao mà đấu được với chúng ta chứ? Bách Lý Triệt ở một bên nghe thế không khỏi nổi giận, ý của ngươi là nếu Chu Nguyên hiện thân thì có thể thay đổi được gì sao? Tên đệ tử mới lên tiếng giật mình liên tục xua tay, "Không phải, không phải a, à, thủ tịch xin bớt giận." "Chu Nguyên, ngươi cho rằng trên nguyên chỉ tế có chút nổi trội thì có thể thay đổi được gì sao? Thánh Nguyên Phong muốn đấu với Kiếm Lai Phong còn kém xa lắm." Trước bảy tòa bệ đá đều có đệ tử mới hội tụ, so với sáu phong khác Thánh Nguyên Phong lộ rõ nhân khí ít ỏi, suy cho cùng, bối cảnh của Thánh Nguyên Phong so với sáu phong khác yếu hơn rất nhiều. "Thật đúng là, Chu đại thủ tịch của chúng ta cũng không chịu lộ diện, cứ tiếp tục thế này" có đệ tử thiên phú cũng bị sáu phong kia nhận về mất thôi. Cùng lúc đó tại trung tâm quảng trường, có mấy chục đạo thân ảnh vẫn đang đứng quan sát, tất cả đều chú ý một người đứng đầu, Mục Tiểu Man. Đứng đầu đại điển tuyển sơn năm nay, Tiểu Man tỷ ngươi định chọn phong nào vậy, ngươi đi đến chỗ nào bọn ta cũng đều theo ngươi, đừng vội, ngươi nhìn bên kia. Ánh mắt của Mục Tiểu Man bất chợt khẽ liếc qua bệ đá của Thánh Nguyên Phong. Bệ đá văng teo vắng quát chỉ có vài tử đối đệ tử cũ đến nhận người, chẳng có một con ma nào thèm gia nhập thánh nguyên phong cả tiểu man sư tỷ ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú với thánh nguyên phong đó chứ nghe nói thánh nguyên phong ngay cả phong chủ cũng không có a à. các ngươi thì biết gì chứ sơn môn thánh nguyên phong lại mở chính là thời điểm dốc sức vì nước sáu phong khác bối cảnh quá lớn ngược lại lộ rõ là khó điều khiển hơn nữa các ngươi biết không vị thủ tịch sư huynh kia của thánh nguyên phong chỉ cần hơn một năm thì đã lên được vị trí thủ tịch rồi hắn chính là người đầu tiên trong đại điển tuyển sơn thế hệ tiếp theo Thủ tịch này cũng quá dễ làm rồi đi, bên trong sợ cũng chẳng có gì tốt. Có gì tốt hay không đi hỏi thử là biết thôi, Mục Tiêu Man thân ảnh lóe lên bay lên bệ đá của Thánh Nguyên Phong, xin hỏi hai vị sư huynh sư tỷ, nghe nói Thánh Nguyên Phong trên nguyên chỉ tế trước đây giành được hạng nhất liệu có đúng không? Không sai, nguyên chỉ tế quả thực là Thánh Nguyên Phong ta xếp vị trí đầu. Vậy Chu Nguyên thủ tịch của Thánh Nguyên Phong trên nguyên chỉ tế đã đánh bại bách Lý thủ tịch của Kiếm Lai Phong đúng chứ, đây là chuyện mọi người đều biết. Lời vừa ra, từ bên vị trí bệ đá của kiếm lai phong một cỗ khí thế bạo phát đè ép xuống toàn trường. Bách Lý triệt sắc mặt tối đen gần lên, hai tên đệ tử tầm thường cũng dám bôi nhọ danh tiếng của ta sao. Lúc trước chẳng qua là ta sơ xuất mà thôi, bây giờ bảo Chu Nguyên lại ra trước mặt ta ngươi xem hắn còn có gan ra tay với ta hay không. Đám người bị cỗ khí chàng của Bách Lý triệt ép đến đứng không vững, Bách Lý thủ tịch ngươi đây là đang làm gì hả, chuyện hôm đó nhiều người chứng kiến như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn còn giảo biện hay sao. Không đợi cho bách lý triệt một lần nữa bạo phát, bất chợt từ trên thiên không một đạo tia sáng vàng ầm ầm đáp xuống bệ đá của thánh nguyên phong. Khói bụi tán đi, lộ ra bên trong là thân ảnh của chu nguyên. Chu nguyên sư đệ là chu nguyên thủ tịch. Chu nguyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bách lý triệt, đường đường là thủ tịch lại đi bất nạt từ đối đệ tử sao? Nếu muốn chơi thêm ván nữa ta chơi cùng ngươi thì sao nào? Bách lý triệt thấy chu nguyên đến khí thế trong cơ thể toàn bộ bùng ra, nguyên khí cùng bạo điên cuồng lan tỏa khắp nơi xung quanh khẩu khí thật là cuồng vọng ở thiên trì tế chẳng qua ta nóng lòng vì những đệ tử kiếm lai phong bị nhốt nên mới bị ngươi lợi dụng sơ hở mà thôi Ô, thái sơ cảnh cửu trùng thiên chín ngàn nguyên khí tinh thần đây là cái ngươi gọi là tự tin sao nhỏ bé đến đáng thương chu nguyên quanh người nguyên khí ầm ầm bạo phát bao trùm khắp toàn thân hai tháng này dù ngươi có tấn thăng nhưng đáng tiếc ta tấn thăng còn nhiều hơn ngươi nhiều bây giờ ngươi còn muốn đấu với ta một trận không hả nguyên khí của chu nguyên vừa ra toàn trường trong nhất thời lâm vào chấn kinh tột độ. DDIM đây là nguyên khí hóa tinh đấu ư? Nguyên khí hóa tinh đấu, đây chính là dấu hiệu của nguyên khí tinh thần đạt đến một vạn. Sắc mặt của Bách Lý Triệt lúc này đã trở nên trắng bệch không còn máu, tự tin lúc trước đã toàn bộ tan biến đi đâu. Sao? Sao tên này qua lần cửu long tẩy lễ kia lại có thể đạt đến cấp bậc thế này chứ? Hàm răng hắn siết chặt lại với nhau vang lên thanh âm ken két, hắn không chút do so dự liền quay đầu bước đi. Hừ, Chu Nguyên, ngươi đừng hỏng đắc ý đợi đến khi ta tu thành thái huyền thánh linh thuật chân chính ắt sẽ đến lĩnh giáo ngươi lần nữa chu nguyên cũng không có ý muốn đôi co nên chỉ cười nhạt hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh toàn trường giọng hùng hồn đáng tin các vị sư đệ sư muội thánh nguyên phong chúng ta mở lại sơn môn không lâu tuy rằng đệ tử không nhiều như những phong khác nhưng chỉ cần có thiên phú và quyết tâm thánh nguyên phong ta ắt sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện thích đáng sẽ không để ngọc sáng bị phủ bụi người có trí thánh nguyên phong ta mở cửa chào đón cực kỳ hoan nghênh nhưng mặc cho chu nguyên có lên tiếng thì toàn trường vẫn lặng ngắt không hề có chút phản hồi nào ây già ta ra mắt hùng hổ như vậy mà không ai để ý hết trơn xem ra thanh danh của thánh nguyên phong trước đấy đúng thật là best bát quá mà đúng lúc này mục tiểu man giơ tay hét lớn chu nguyên sư huynh nếu gia nhập thánh nguyên phong liệu trong vòng một năm ta có thể làm thủ tịch không ê thật có dã tâm nha chu nguyên đang định nói gì thì lữ yên ở một bên vội ghé đến thì thầm với hắn ồ đại điển đệ nhất danh à Nghe xong thông tin của Tiểu Man, ánh mắt của Chu Nguyên liền lóe lên một tia giả hoạt, nếu muốn làm thủ tịch trong một năm e là không dễ thế đâu. Muốn giành được thủ tịch thì phải cướp được từ tay ta, mà ta không dễ bị cướp như ngươi tưởng đâu. Hi hi, Chu Nguyên sư huynh ta biết đây là chiêu khích tướng của huynh mà, chuyện huynh làm được ta không tin ta không làm được, đừng hòng xem thường ta nhé. Ta, Mục Tiểu Man gia nhập Thánh Nguyên Phong, ta nữa, ta cũng gia nhập Thánh Nguyên Phong, ta muốn đi theo Tiểu Man sư tỷ, ta cũng muốn. Cứ như vậy, Thánh Nguyên Phong bệ đá vốn vắng tanh vắng ngát trong nháy mắt liền sôi trào người bay tới đông như chảy hội. Một hồi sau, bên trong động phủ của Chu Nguyên, thấy hắn trở về, cảm nhận khí tức trên người yêu yêu không khỏi tấm tắc, cửu long tẩy lễ của ngươi thăng cấp lên cũng không ít nhỉ. Được yêu yêu khen Chu Nguyên liền bày ra bộ dáng cười đắc ý, hề hề, tốt xấu gì cũng là cửu long tẩy lễ à. Hừ, mặc dù lần này ngươi thăng cấp lên cũng không ít nhưng cho dù trong thủ tịch của bảy phong sợ là cũng không thể lấy được hạng nhất. Lôi Ngục Phong thủ tịch Tạ Ngôn, Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Mộc Tâm. Hai người này không phải là thủ tịch mới mà là luôn muốn chiếm đoạt cái vị trí thủ tịch cũ này, cho nên thực lực của bọn họ so với các thủ tịch khác từ đầu tới cuối luôn mạnh hơn. Mà Nguyên Thủy tẩy lễ lần này thực lực của hai người này có chút tinh tiến, nguyên khí tinh thần bên trong chỉ sợ là đã đạt đến hàng vạn, không thua kém gì so với Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên không vì lời nói của yêu yêu mà lo lắng, vẫn chưa từng đấu với nhau, cũng chưa chắc đầu. Thấy bộ dáng hắn như vậy yêu yêu một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vậy trong Huyền Nguyên Động Thiên sẽ hội tụ toàn bộ vô số các con cưng của Thương Huyền Thiên, trong đó thực lực của ngươi sợ là không có gì xuất sắc. Được rồi được rồi, ta biết rồi, ta sẽ không đắc ý kiêu ngạo đâu. Yêu yêu nghe lọt tai mới đưa mắt liếc hắn nhìn một cái xem hắn nói có thật không, Chu Nguyên hiểu ý giơ thẳng lên một ngón tay cái nói rằng đã hiểu hơn nữa còn hiểu vô cùng chắc chắn. Thấy bộ dáng hắn như vậy yêu yêu khẽ thở ra một hơi, nhưng mà Huyền Nguyên Động Thiên kia quả thật là trước nay chưa có đại trận chiến nào, xem ra ở trong đó kiếm được cơ duyên cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà ngươi nhất định phải đi vào trong đó, ít nhất ngươi phải ở đó đột phá được thần phủ cảnh, chỉ có. Như vậy, trong tương lai mới có thể đạt tới tạo hóa của thất thần phủ. Thất thần phủ ư, tại sao chứ? Đúng vậy, tương lai của ngươi ít nhất phải mở đường cho thần phủ đạt tới thất thần phủ. Bởi vì mở đường cho thất thần phủ là yêu cầu thấp nhất cho tương lai của tổ long kinh tiến hóa đến tầng thứ ba nếu như ngươi ngay đến cả thất thần phủ cũng không mở đường được thì cho dù tương lai ngươi có nỗ lực như thế nào đi nữa thì tổ long kinh cũng chỉ có thể dừng ở tầng thứ hai mà thôi tổ long kinh phi phàm vật năm đó khi ngươi lựa chọn nó ta đã trịnh trọng nhắc nhở ngươi rồi con đường này cực kỳ khó khăn hơn nữa chỉ có thể tiến về phía trước không thể lùi lại nhưng mà thật sự chỉ dừng lại ở tầng thứ hai đi nữa thì cũng không quá kém chấn thế thiên giao khí của thất phẩm sẽ không thua kém với bát phẩm bình thường chu nguyên vừa nghe vậy đã kiên quyết khẳng định nói không nếu như mục tiêu của ta chỉ là thất phẩm nguyên khí, thì hà cớ gì ban đầu ta phải lựa chọn nó chứ? Vậy hà cớ gì mà ngươi lại chọn nó? Bởi vì nếu như ta không lựa chọn như vậy, thì trong tương lai, chỉ sợ đến Nagi cả tư cách đứng bên cạnh ngươi cũng không có. Lời vừa ra, sắc mặt của yêu yêu trong nháy mắt liền đỏ bừng lên. Tên này từ khi nào lại dẻo miệng như thế chứ? Đối với yêu yêu đã quen thuộc với Chu Nguyên mà nói, mấy lời này quả thật chính là chí mạng A, thính dính còn hơn keo 502 nữa cho nên không phải chỉ là thất thần phủ thôi ư, ta nhất định có thể đạt được. Sáng hôm sau, bên trong nghị sự điện của Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng giáo triệu tập mọi người của các phong đến, hiện nay đã có tin tức chuyển đến. Nơi Thánh Châu Đại Lục Nam Hải thiên địa nguyên khí có dị động, nếu như đoán không nhầm huyền thiên động thiên có lẽ sẽ mở ra ở Nam Hải. Huyền nguyên động thiên là một không gian độc lập, không hề cố định ở một nơi, cho nên trước khi chưa xuất hiện dị tượng ai cũng không thể nhận ra được huyền nguyên động thiên trong vòng 5 ngày sẽ mở ra triệt để các đỉnh núi nên nắm bắt thời gian xác định số người sau hai ngày khởi hành tiến về nam hải thấy chu nguyên rơi vào trầm tư thanh dương trưởng giáo ôn hòa lên tiếng chu nguyên ngươi muốn hỏi gì sao chu nguyên đứng dậy cung kính chắp tay đệ tử đối với cái huyền thiên động thiên không hiểu nhiều lắm trong động thiên đó có gì đặc biệt có gì mà thỏa mãn tất cả cơ duyên của chúng ta chứ huyền nguyên động thiên là một không gian độc lập tự thành thiên địa cực kỳ cổ lão có rất nhiều chỗ huyền bí, thành tựu đủ loại tạo hóa, trong đó có một vật tên là Huyền Chi Tinh. Huyền Nguyên Chi Tinh là vật độc nhất của Huyền Nguyên Động Thiên, vật này kỳ diệu dị thường, có thể dùng lấy ngưng luyện trúc thần dị bảo. Ồ, thế nào là trúc thần dị bảo vậy? Nếu là đem Huyền Nguyên Chi Tinh hút vào bên trong, theo tích lũy thì sẽ dần dần ngưng luyện, cuối cùng thành hình hóa thành cái gọi là trúc thần dị bảo. Mà đợi đến khi đột phá thần phủ cảnh, trúc thần dị bảo sẽ cùng với khí phủ triệt để dung hợp, tiến hóa thành thần phủ, chúc thần dị bảo này sẽ cư công trí vĩ thanh dương trưởng giáo vung tay lên trong tay hắn liền xuất hiện một đóa hoa sen lấp lánh hào quang đây là một đạo ngũ sắc trúc thần dị bảo loại trúc thần dị bảo này tổng cộng có 9 đẳng đẳng cấp cao nhất chính là cửu đẳng trúc thần dị bảo trong truyền thuyết nhưng mà đáng tiếc trong hàng ngàn năm nay dường như vẫn chưa nghe tới sự xuất hiện của cửu sắc trúc thần dị bảo vì thế nói một cách đơn giản nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi chính là thu thập huyền nguyên chi tinh ngưng luyện trúc thần dị bảo cho bản thân nhưng mà điểm chú ý duy nhất là ngưng luyện này do trúc thần dị bảo tạo thành nhưng lại bị cưỡng đoạt nếu như bị cưỡng đoạt sự cố gắng trước đó sẽ trở nên vô nghĩa người vì để chiếm đoạt vật này thì có thể sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào hơn nữa nghe nói lần này huyền nguyên động thiên thánh cung thập điện thập lục thánh tử đều là tham tịch thánh cung có ba vị dẫn đầu khương thái thần chiêm đài thanh kim thiền tử khương thái thần là đáng sợ nhất được xếp vào đệ nhất bảng ở thánh châu đại lục thánh tử còn chiêm đài thành hay kim thiềm tử cũng không phải đèn đã cạn dầu xếp vào hàng thứ ba và thứ năm thánh châu đại lục thánh tử chu nguyên nghe tới đây thì sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm trọng huyền nguyên động thiên này càng ngày càng nguy hiểm rồi nhưng vì mảnh thánh văn thứ ba chu nguyên bắt buộc phải tham gia cùng lúc đó tại một nơi xa xôi thánh châu đại lục phía bắc thánh cung bên trên một ngọn núi đầy tuyết cao vút đến rồi sao bái kiến cung chủ ba người vừa đến có hai nam một nữ chiêm đài thành Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử vài ngày nữa Huyền Nguyên Động Thiên sẽ hiện thế tại Nam Hải. Số người Thánh Cung đã định chính là ba người các ngươi dần đầu đội. Cung chủ cảm thấy những tông môn khác Thánh Tử chết bao nhiêu là tương đối tốt ạ. À? Các ngươi cứ xem đó mà làm là được, nhưng mà Thánh Tử thì không sao cả. Có một nhiệm vụ cần các ngươi hoàn thành, xin cung chủ hãy ra chỉ thị ạ. À? Thương Huyền Tông có một thủ tịch đệ tử tên Chu Nguyên, có lẽ hắn cũng tham gia trận Huyền Nguyên Động Thiên lần này. Đến lúc đó. Các ngươi phải nghĩ cách bắt hắn lại, hả, à, cái này có thể làm được không? Không biết cung chủ muốn bắt sống hay chết đây ạ, tốt nhất là sống, nếu không được thì thi thể cũng được. Ba vị thánh tử rời đi, cung chủ của Thánh cung hơi nhắm mắt nói với thân ảnh phía sau, mặc dù bây giờ ngươi là huyết tu la chi thể, nhưng ngươi đối với Thánh cung ta rất quan trọng, cho nên không muốn cho ngươi ra ngoài mạo hiểm. Hiểu chưa hả? Võ Hoàng, người đứng sau này không ai khác chính là kẻ đã cướp đi Thánh Long khí vận của Chu Nguyên lúc trước bị Chu Nguyên chặt đầu nhưng đã được Thánh Cung Cung chủ trùng nặn lại cơ thể, võ hoàng của Đại Võ Vương Triều. Thấy võ hoàng có vẻ không cam Thánh Cung Cung chủ ánh mắt trở nên sắc bén, vậy kẻ đối đầu với ngươi bổn tọa giúp ngươi loại bỏ trước. Quan trọng nhất là đem Thánh Long chi khí của thể nội hắn rút ra lần nữa rót vào trong cơ thể của ngươi nhé. À. Tên Thánh Cung Cung chủ vung tay lên, một sợi tơ nối với hồ băng bị kéo mạnh lên lôi theo một con huyết thú đỏ rực. Thú săn đã được bổn cung nhìn chúng thì sao mà chạy trốn được chứ? Hắn há miệng thật lớn một hơi thôn phệ toàn bộ huyết thú vào trong miệng, sắc mặt xảo quyệt cười lên giữ tợn, "Thương Huyền à, đợi bổn tọa sau khi trở thành tân nhiệm thiên chủ, đến lúc đó những đồ từ đầu tôn có thể đi cùng ngươi rồi, sẽ đưa người gây trở ngại cho Thương Huyền Tông gạt bỏ sạch sẽ thay ngươi." Sáng hai ngày sau Thương Huyền Tông, vô số thân ảnh từ khắp nơi bay đến hội tụ ở bên ngoài Sơn Môn, Chu Nguyên và Yêu Yêu cũng là một trong số đó, để xem tiếp hành trình của Chu Nguyên hãy cùng muội đón chờ ở tập sau nhé. Hết tập 20 review đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ à. cảm ơn mọi người đã lắng nghe yêu yêu cả nhà chu cà mo chụt chụt